Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Nói Cử Tri trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Dân bức xúc vì đất vàng bỏ hoang giữa trung tâm Đà Nẵng. Trong thời gian tới thì tôi mong rằng là chính quyền thành phố cùng với nhà nước làm sao tập trung giải quyết cho cái khu này, người dân có cái quyền lợi chính đáng của mình. Thừa Thiên Huế, giang dở sinh kế bên dự án đắp chiếu 7 năm. Ngay chúng tôi đây cũng là cùng thất nghiệp, cả vợ chồng và con cái. Cho nên thì chúng tôi cũng mong rằng là công ty cố gắng làm thế nào đó để cố gắng tiến độ cho nhanh sĩ. Cho chân chúng ta hôm nay, quê chúng tôi hôm nay có công an việc làm. Hội An, người dân sống mòn trong vùng dự án 5 sao. Dự án mà kêu hơn 10 năm rồi, cho nên là nhà cửa là xuống cấp. Mà xây dựng nó có gì đó xây dựng cũng không được, nên cứ chưa biết cái thời gian nó trôi qua hoài. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện dự án treo chậm triển khai đang trở thành vấn đề nổi cộm trong xã hội hiện nay bởi nó xảy ra ở hầu hết các địa phương trên cả nước. Trong đó, hàng trăm dự án bao gồm cả những dự án có vốn đầu tư công và dự án của doanh nghiệp tư nhân, mặc dù đã được quy hoạch và có quyết định thu hồi đất suốt 10 năm, thậm chí kéo dài đến trên 20 năm, nhưng không triển khai. Người sống trong vùng quy hoạch dự án khốn khó đủ đường, đi không được, ở cũng không xong, khiến người dân bức xúc. Nhằm kết nối tiếng nói của cử tri cả nước với Quốc hội cũng như Chính phủ, truyền hình Quốc hội Việt Nam đã thực hiện chương trình Tiếng Nói Cử Tri, qua đó thúc đẩy các cơ quan chức năng có liên quan sớm giải quyết những vấn đề gây bức xúc trong dư luận, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ cũng như củng cố niềm tin của nhân dân đối với Quốc hội. Và sau đây sẽ là một số vụ việc nổi cộm gây bức xúc dư luận được người dân gửi về Ban Dân Nguyện cũng như Ban Biên tập chương trình Tiếng Nói Cử Tri trong thời gian qua. Từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đô thị thành phố Đà Nẵng đã phát triển mạnh mẽ, trở thành đô thị hiện đại và đáng sống. Tuy nhiên, trong quá trình đó đã bộc lộ nhiều sai phạm dẫn đến một số cựu lãnh đạo vướng vòng lao lý. Gần 10 năm qua, các nhiệm kỳ lãnh đạo của Đà Nẵng đã nỗ lực khắc phục những vi phạm, khuyết điểm, nhưng nhiều vụ việc vẫn bế tắc. Hậu quả là nằm giữa trung tâm thành phố ven sông, có đến hàng chục dự án ở khu đất vàng vẫn nằm bất động, gây bức xúc trong nhân dân và lãng phí tài nguyên. Đây là khu đất 4.000m², có lưng tựa sông Hàn, mặt tiền hướng về đường Bạch Đằng. Khi giao đất cho doanh nghiệp của Phan Văn Anh Vũ, Đà Nẵng kỳ vọng dự án nhà hàng, bến du thuyền sẽ là một trong những điểm nhấn về kiến trúc, thu hút du khách đến vui chơi, thưởng lãm. Thế nhưng từ khi Vũ bị bắt, thì khu đất vàng tọa lạc bên bờ sông Hàn cũng dừng hoạt động, đang trở nên hoang tàn, xuống cấp. Chúng tôi thấy vô cùng thất vọng, phải làm thế nào khắc phục được những tình trạng này. Những nơi mà chúng ta thu hồi được thì khẩn trương thu hồi, những nơi mà chúng ta làm được thì khẩn trương triển khai mà làm. Những điều kiện có thể để người ta dân thấy rằng trước mắt chúng ta không còn những cảnh hoang tàn, những công trình dự án mà để lại như ngày nay nữa. Còn đây là khu đô thị quốc tế Đa Phước, nằm cạnh đường ven biển Nguyễn Tất Thành. Nhìn từ trên cao, khu đất 210 hectare này giống như một vầng trăng khuyết. Và nó nằm ở vị trí đắc địa, nên nhà đầu tư, lãnh đạo Đà Nẵng đều kỳ vọng nơi đây sẽ là một khu đô thị đẳng cấp quốc tế. Thế nhưng, khu vực này đang trở nên hoang tàn, thậm chí nhiều tai tiếng liên quan đến pháp lý. Năm 2020, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội yêu cầu Đà Nẵng thu hồi toàn bộ dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước. Tuy nhiên, yêu cầu này rất khó thực hiện vì gần 200 hộ dân mua nhà, đất trong khu đô thị đúng pháp luật. Chúng tôi mua là hoàn toàn chính đáng, hợp pháp và minh bạch. Cho nên là trong thời gian tới thì tôi mong rằng là chính quyền thành phố cùng với nhà nước làm sao tập trung giải quyết cho cái khu này, người dân có cái quyền lợi chính đáng của mình. Phán quyết này của tòa án ấy, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái quyền lợi của các cái hộ dân đã mua nhà ở trên cái dự án cũng như các nhà đầu tư. Và hơn thế nữa thì trong vấn đề mà giao cho ủy ban thành phố thu hồi dự án thì trong cái quyết định của bản án thì không có nói gì đến cái tài sản mà các nhà đầu tư đã đầu tư trên cái dự án đó. Nói tức là không đề cập đến vấn đề đó, đó là một cái vấn đề cũng rất là thiếu sót và nó khó để dẫn đến cái việc là thi hành. Hơn 10 năm trước, nhiều doanh nghiệp khởi công xây dựng hàng loạt khách sạn, biệt thự, resort ở chân núi Sơn Trà với hứa hẹn mang tầm đẳng cấp quốc tế. Thế nhưng hiện nay, dưới chân bán đảo chỉ là những công trình giang dở, bỏ hoang lâu năm khiến cỏ mọc um tùm.
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, chính quyền Đà Nẵng giao đất cho các tập thể cá nhân ở khu vực này sai quy định. Sau nhiều năm khắc phục sai phạm, đến nay Đà Nẵng vẫn còn nhiều dự án khu đất vàng bỏ hoang ngay giữa trung tâm thành phố. Hầu hết dự án này đều có liên quan đến những sai phạm của các vị lãnh đạo tiền nhiệm. Thấy không thấy là cái lãng phí về nguồn lực đất đai trong các cái dự án, và tôi nói rằng không những cái dự án mà Đa Phước và còn rất nhiều những dự án khác mà điển hình như sông Bạc Đằng Chi Lăng cũng như Pico cũng như các cái dự án khác có liên quan đến thanh tra kiểm tra mà đến nay chúng ta cũng chưa tháo gỡ được. Chính quyền Đà Nẵng đã tính đến phương án chi tiền chuộc lại sân vận động Chi Lăng, tuy nhiên lấy tiền đâu ra thì vẫn chưa ai trả lời được. Để mua lại đường tài sản này thì cần phải làm rõ một số nội dung. Thứ nhất là cái nguồn tiền nào để cơ quan nhà nước có thể mua lại các tài sản này. Và thứ hai là từ thời điểm được cấp giấy thì 2010-2011 cho đến hiện tại thì giá đất đã tăng lên rất là cao. Thứ ba nữa là các tài sản này hiện tại cũng đang được bảo đảm cho các khoản vay tại ngân hàng. Do đó theo tôi thì để mà nhận chuyển nhượng lại các tài sản này cũng rất là khó. Thực tế những năm qua, chính quyền Đà Nẵng rất nỗ lực để tháo gỡ vướng mắc. Tuy nhiên có những vấn đề vượt thẩm quyền phải xin cơ chế đặc thù của Trung ương. Thì chúng tôi đã phân ra được 5 nhóm vấn đề để đề xuất giải quyết. Thứ nhất, những nhóm thuộc thẩm quyền hoặc trách nhiệm của Ủy ban thành phố. Thứ hai là những nội dung liên quan đến bộ ngành. Thứ ba, chúng tôi phân loại những dự án mà phải đến cấp Thủ tướng quyết định, chủ yếu rơi vào những cái dự án nằm trong kết luận của Thanh tra Chính phủ. Và thứ tư là một số dự án mà thuộc thẩm quyền bộ chính trị. Đây tập trung vào 3 bản án của tòa. Và cái cuối cùng, một số vấn đề vướng mắc do chồng chéo luật, chúng tôi cũng mạnh dạn kiến nghị Quốc hội. Cái đề án 153 đã ban cái sự chính phủ đã trình bộ chính trị, và sau khi đề án này được thông qua thì tôi cho đây là cơ sở pháp lý rất là quan trọng và cơ sở để chúng ta tập trung thảo gỡ những vấn đề mà quý vị đại biểu đã đang đề cập. Hiện nay Đà Nẵng đã lập tổ công tác tháo gỡ vướng mắc đất đai, vận dụng pháp luật để giải quyết vướng mắc theo nguyên tắc đảm bảo chia sẻ hài hòa trách nhiệm của nhà nước và lợi ích nhà đầu tư nhưng không để thất thu ngân sách nhà nước. Hàng loạt giải pháp đã được các cấp chính quyền thành phố Đà Nẵng thực hiện trong thời gian qua, nhưng việc khắc phục sai phạm liên quan đất đai thì vẫn còn đó. Nhiều ý kiến cho rằng đối với những vụ việc vượt thẩm quyền của thành phố Đà Nẵng thì Trung ương nên có những cơ chế đặc thù để gỡ vướng cho địa phương nhằm khơi thông nguồn lực, phát triển kinh tế xã hội, lấy lại vị thế động lực của miền Trung. Tiếng nói cử tri, tiếng nói vì lợi ích của nhân dân. Cùng truyền hình Quốc hội Việt Nam đi đến tận cùng của sự việc. Hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0862 656565 hoặc qua địa chỉ tiengnoicuchi.truyenhinhquoc hoi@gmail.com. Dự án khu du lịch Suối Voi ở xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế sau gần 7 năm được giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ Hoa Lư Huế, nhưng đến nay vẫn đang nằm trong tình trạng đắp chiếu. Trong khi đó thì khoảng hơn 100 hộ dân với hàng trăm lao động nhường đất cho dự án. Giờ đây, nhiều người mất công ăn việc làm khiến người dân bức xúc. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Suối Voi từng là địa điểm thu hút rất đông khách tham quan, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, đang rơi vào tình cảnh hoang vắng như thế này. Kể từ khi được giao cho chủ đầu tư đến nay, dự án khu du lịch nghìn tỷ chưa thấy nhưng sinh kế của hàng chục hộ dân địa phương vẫn đang treo bên cạnh dự án chậm tiến độ này. Bà Kỳ là một trong những hộ gia đình từng kinh doanh dịch vụ tại Suối Voi. Kể từ khi giao mặt bằng cho chủ đầu tư, sinh kế của 10 thành viên bị treo cho đến nay, phải làm việc khác để kiếm sống. Đây cũng là tình cảnh của gần 50 hộ dân làm nghề dịch vụ tại khu vực Suối Voi suốt 7 năm qua. Tôi ước mong của tôi, nếu công ty này cảm thấy không làm được thì nhờ cái sự hỗ trợ được bất cứ ai đi vào cuộc để làm cho công ty này nhanh tiến độ hơn. Hoặc là không làm được thì để nhường lại cho những công ty khác người ta đi vào ta làm. Chứ để kéo nhà thế này thì dừng đây càng ngày là càng khổ. Dự án khu du lịch Suối Voi được tỉnh Thừa Thiên Huế cấp cho công ty Hoa Lư Huế vào năm 2017 với tổng vốn đầu tư là trên 1.000 tỷ đồng, diện tích trên 50 ha, nhưng đến năm 2021 mới khởi công do vướng mặt bằng. Sau đó dự án này tiếp tục ì ạch thi công cầm chừng đến nay với lý do dịch bệnh COVID. Đến nay, công ty Hoa Lư đã triển khai được một số hạng mục giá trị trên 150 tỷ đồng. Thời điểm phóng viên có mặt tại công trường ghi nhận vật tư hoen rỉ, không có công nhân làm việc. Việc dự án kéo dài ảnh hưởng đến sinh kế người dân đã được cử tri huyện Phú Lộc phản ánh trong thời gian dài. Ngay chúng tôi đây cũng là cùng thất nghiệp, cả vợ chồng và con cái.
Cho nên thì chúng tôi cũng mong rằng là công ty cố gắng làm thế nào đó để cố gắng tiến độ cho nhanh chí, cho dân chúng ta hôm nay, quê hương chúng tôi hôm nay có công an việc làm. Nếu như mà công ty không có khả năng làm được, thì bây giờ không có tiến độ làm được, thì yêu cầu là chúng nhà nước thu hồi hoặc thế nào đó, tạo điều kiện cho công ty khác. Kiến nghị của bà con thì thấy rằng là để góp phần là giải quyết việc làm, rồi tăng thêm thu nhập cho bà con thì đó là nguyện vọng chính đáng. Thì qua đây thì huyện rất là mong là về phía ban quản lý khu kinh tế, các cơ quan chức năng cũng như nhà đầu tư nghiên cứu các cái giải pháp để đẩy nhanh tiến độ. Dự án suối voi từng bị xử phạt 70 triệu đồng do chậm tiến độ cũng như bị đưa vào danh sách giám sát đặc biệt của tỉnh Thừa Thiên Huế. Không chỉ ảnh hưởng sinh kế của người dân, dự án đang làm xấu đi hình ảnh kêu gọi đầu tư vào khu kinh tế Chân Mây, Lăng Cô của địa phương này. Các đơn vị chức năng đã yêu cầu công ty Hoa Lư Huế xây dựng lại tiến độ dự án, cung cấp hồ sơ chứng minh năng lực tài chính để tiếp tục triển khai dự án suối voi. Làm việc với phóng viên, đại diện chủ đầu tư đã cam kết về tiến độ triển khai dự án. Từ ngày 1 tháng 5 cho tới ngày 31 tháng 12 là công ty sẽ hoàn tất cái phần xây dựng của giai đoạn 1 để đưa vào vận hành. Và cái giai đoạn 2 thì cái công tác chuẩn bị nó cũng từ tháng 6 để cho các hồ sơ thiết kế, thủ tục. Và nó sẽ hoàn thành trong quý 2 của năm 2025. Giai đoạn 3 và giai đoạn 4 thì nó sẽ tiếp tục đến hoàn thành trong quý 2 2027. Trong trường hợp đến giai đoạn 1 và giai đoạn 2 là như vậy, từ quý 2 của 2025 mà nhà đầu tư không hoàn thành các cái cam kết theo đúng tiến độ thì ban quản lý sẽ phối hợp với các sở ngành liên quan để rà soát và xử lý vi phạm, đồng thời là sẽ chấm dứt một phần dự án giai đoạn 3 giai đoạn 4 của dự án. Với lý do chậm tiến độ bởi dịch bệnh COVID-19, công ty Hoa Lư Huế tiếp tục được tỉnh Thừa Thiên Huế tạo điều kiện tiếp tục triển khai dự án khu du lịch suối voi. Tuy nhiên, nếu dự án này vẫn tiếp tục lỗi hẹn thì sẽ làm xói mòn niềm tin của người dân, vốn đã mòn mỏi chờ đợi dự án cùng gánh nặng sinh kế hơn 7 năm qua. Liên quan đến việc triển khai dự án chậm tiến độ trong nhiều năm qua, các cơ quan chức năng của tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã nhiều lần đôn đốc nhắc nhở, thậm chí ban hành các quyết định xử phạt. Thế nhưng những động thái này có lẽ chưa đủ khi mà dự án cho đến nay vẫn án bình bất động. Nếu tỉnh Thừa Thiên Huế không có những giải pháp mạnh tay hơn nữa trong thời gian tới, thì đồng nghĩa với việc dự án sẽ tiếp tục treo, khiến hàng trăm người dân khốn khổ vì mất kế sinh nhai. Thưa quý vị, nhiều làng chài ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam nằm trong vùng dự án xây dựng khách sạn 5 sao phục vụ phát triển du lịch. Nhưng sau 20 năm quy hoạch, dự án vẫn nằm trên giấy. Mặc dù người dân đã rất nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền tỉnh Quảng Nam, thế nhưng cho đến nay, dự án vẫn không nhúc nhích, khiến người dân lâm vào cảnh đi không được, ở cũng không xong. Sau trận mưa lớn, xóm của người lao động nghèo ở bờ biển khu Thịnh Mỹ, thành phố Hội An càng sơ sát và buồn bã hơn. Năm nay 66 tuổi, bà Nại sống cùng chồng trong ngôi nhà thủng lỗ chỗ này đã hàng chục năm. Nằm trong diện thu hồi đất cho dự án khách sạn, bia đỏ không được cấp, không thể xây dựng hay sửa nhà, bà Nại chẳng biết bao giờ mới thoát được cảnh rột nát, nơm nớp lo nhà sập. Ông già ở đây là nữa là ba thời kỳ rồi. Năm nay cô ông già nó còn phải 100 tuổi rồi. Nhưng mà chưa có cái quyền sử dụng đất. Nên như bọn con cũng là chị em gia đình cũng rất là cực khổ, lo lỗ lòm ăn lỗ đậm rất là vất vả. Đến tuổi này là cũng phải còn lồn. Nhưng mà cái quyền lợi còn là chưa có sổ để mà có, ví dụ muốn bán không có cái quyền sổ. Còn nhà cửa thì rất là hư nó hết. Nhưng nhà không có chi thì thôi, nhưng mà mưa xuống bộ hư nó hết thì trời cũng khá chịu, không biết lồn ra hết. Thì lúc như trời chỉ ngó thì khác thôi lồn chị. Nhà em trai bà Nại ở sát bên cạnh cũng chung tình cảnh tương tự. Ông Thìn làm nghề trái lưới, bao năm sống nương nhờ vào bờ biển Hội An này. Chỉ mong có được sự chứng nhận của địa phương cho mảnh đất cha ông để lại, đã nhiều đời, để được sửa chữa, tránh mưa bão liên tục đổ vào, hoặc sớm tái định cư để gia đình yên ổn sinh sống. Dự án mà treo hơn 10 năm rồi, cho nên là nhà cửa là xuống cấp, mà xây dựng là nó cắn dự án xây dựng cũng không được. Cho nên cứ treo miết thời gian cứ trâu qua hùa, cấp trên chỉ bộ gì giữ quyết. Vấn đề mà dự án mà cứ treo miết để cho những người hoàn cảnh của người dân là cứ lâm vào hoàn cảnh khó khăn hùa. Hai dự án ảnh hưởng nhiều cư dân làng biển nhất ở Hội An là Lê Phan Resort và khu du lịch Hội An Holiday Thái Bình Dương. Hơn 40.000 m2 tỉnh Quảng Nam giao cho Lê Phan Resort năm 2006 tới nay vẫn chưa xây dựng.
biển thì ngày một xâm lấn, sạt lở nghiêm trọng hơn. Những người dân này không biết đến khi nào mới thoát được cảnh khổ. Nhà cấp trên đều giữ quyết cho dân chứ chỉ là gần đất cho trại rồi mà không chưa có sổ đỏ mình nắm được đâu có quyền được. Thì chính quyền ưng ở thì ở mà đuổi đó. Có sổ đỏ mới có quyền. Tức là dự án này là triển khai của Thái Bình Dương là từ 2005. À, 2005. Còn cái Lê Phân là 2004. Như vậy đến bây giờ thì cũng giống như dự án treo nên nhân dân tức là trong dự án, trong vùng dự án đất đê, rồi nhà cửa xây dựng hết sức là khó khăn và đồng thời biển đe dọa thiên tai nữa. Cũng đề nghị các cơ quan nhà nước nên cấp bìa đỏ cho các cái hộ mà còn lại tồn đàn lại trăng đến bây giờ. Theo chính quyền thành phố Hội An, các dự án đã được quy hoạch có trồng lấn lên đất của dân. Các nhà đầu tư khi được giao thì năng lực yếu dẫn đến hàng chục năm qua vẫn không hoàn tất. Địa phương nắm rõ tình hình của người dân, nhưng thực tế khi được hỏi về hướng giải quyết cũng chỉ có thể trả lời chung chung. Các cái dự án là 3-4 cái khu làng dài chúng ta đang triển khai vậy đó. Thì tất cả những dân mà thứ nhất là bị ảnh hưởng trong cái vùng các cái dự án để chúng ta bố trí tái định cư. Thứ hai là đã từ lâu là những cái hộ dân mà nằm gần ở những khu sạt lở nó có nguy cơ sạt lở thì chúng ta đã di dời rồi. Và chúng ta đã an cư cho đồng bào rồi. Lãnh đạo thành phố Hội An cho biết thêm, địa phương cùng các chủ đầu tư sẽ nghiên cứu thu hẹp lại phạm vi các dự án, từ đó hạn chế tối đa diện tích thu hồi đất của các hộ trong khu vực, sớm có phương án bố trí tái định cư, ổn định cuộc sống cho người dân. Nhưng sớm là khi nào và bao giờ người dân nơi đây thực sự an cư để lạc nghiệp thì chưa có câu trả lời thỏa đáng. Nhằm giải quyết các dự án treo, mới đây tỉnh Quảng Nam đã phát đi thông điệp hết sức mạnh mẽ, đó là sẽ giải quyết dứt điểm các dự án chậm tiến độ trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Quan điểm của Ủy ban Nhân dân tỉnh này là kiên quyết trong xử lý thu hồi, dễ làm trước, khó làm sau, đảm bảo đúng quy định pháp luật, quyền lợi hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan. Người dân hy vọng rằng sau thông điệp cứng rắn này thì các cấp, các ngành phải bắt tay vào việc, tránh tình trạng hô hào khẩu hiệu, đánh trống bỏ rủi sẽ khiến cho người dân bức xúc. Trong tháng 2 năm 2024, các cơ quan của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội đã tiếp nhận và xử lý được 1.238 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân gửi đến. Trong đó có 201 đơn đủ điều kiện xử lý, đã chuyển 130 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, ban hành 48 văn bản hướng dẫn trả lời đơn công dân, đang nghiên cứu 18 đơn, tiếp tục xếp lưu 5 đơn, đã giải quyết hết thẩm quyền, đúng quy định pháp luật và nhận được 90 văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền. Qua công tác xử lý đơn thư, các cơ quan của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội đã và đang tiến hành giám sát đối với 4 vụ việc. Qua nghiên cứu, nội dung đơn thư khiếu nại chủ yếu liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án, giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại quyết định hành vi của cơ quan tiến hành tố tụng, đề nghị xem xét lại bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, việc tổ chức thi hành đối với bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Trong đó có một số đơn thư của cử tri phản ánh đáng chú ý sau. Tập thể hơn 100 cử tri có địa chỉ tại tổ 7, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã có đơn khiếu nại gửi tới ban dân nguyện. Trong đơn nêu rõ, đường từ Ủy ban Nhân dân quận Long Biên ra đường Ngô Gia Tự đã được nghiên cứu lập quy hoạch từ năm 2003 và tổ chức triển khai từ năm 2010. Các chính sách về chế độ bồi thường, hỗ trợ bố trí tái định cư đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, đó là tái định cư bằng đất tại khu đất tái định cư Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, đến năm 2019, Ủy ban Nhân dân quận Long Biên lại công bố chính sách chế độ bồi thường, hỗ trợ bố trí tái định cư khác biệt hoàn toàn. Từ chỗ bố trí tái định cư bằng đất thì nay thay bằng căn hộ chung cư cao tầng tại Đông Hội, Đông Chủ, Đông Anh, Hà Nội. Chính điều này đã làm phương hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Với những vấn đề được cử tri phản ánh, chúng tôi sẽ trao đổi với các cơ quan chức năng có liên quan để có những hồi đáp cụ thể tới cử tri trong thời gian sớm nhất. Những ý kiến khác quý vị có thể phản ánh đến chúng tôi bằng cách gửi thư theo địa chỉ Ban Dân Nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc gửi về Ban Biên tập chương trình Tiếng Nói Cử tri, Truyền hình Quốc hội Việt Nam, 35 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Email tiengnoicuchi.thqh@gmail.com, số điện thoại đường dây nóng 0862-656-565. Chúng tôi sẽ phản hồi tới cử tri một cách nhanh nhất.
Thời gian qua, Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương thực hiện nghiêm kỷ cương công tác tiếp dân, qua đó hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp cũng như các vụ việc phức tạp. Ghi nhận thực tế từ một buổi tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là buổi tiếp dân do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh chủ trì. Cùng tiếp có ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ban ngành liên quan. Buổi tiếp dân cũng được kết nối trực tuyến với các địa phương và một số ngành chức năng. Công dân Nguyễn Thống trú tại phường Thuận An, thành phố Huế, kiến nghị việc chuyển đổi diện tích sang đất ở từ đất khai hoang đầm phá trước đây gặp nhiều khó khăn. Cái mưu phòng ở đây này, ai cũng không biết như vụ việc là tôi mà khi tỉnh đã giao cho thành phố rồi, ra quyền thành phố quyết định chứ. Đã giao rồi mà chưa thành phố cũng giao được, cho thì tỉnh sẽ duyệt là như thế nào. Qua cái vụ việc tôi trình bày báo cáo với Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh là một cái cơ quan lớn thay đảng thay nhà nước, mà chỉ đào giải quyết chưa nghiêm túc. Trả lời vụ việc, đại diện thành phố Huế nhấn mạnh, việc giao đất cho ông Thống phải chờ Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất là đúng quy định. Bảo chủ là cái kế hoạch này phê duyệt theo từng năm, cho nên là cũng không thể là một sớm một chiều để mà giải quyết cái nhu cầu của chủ ngay được. Thì chắc là hy vọng là cuối năm này, nếu như mà kế hoạch này đã được tỉnh phê duyệt, thì sẽ giải quyết cái nội dung này của chủ ngay. Thì chắc là cũng trong vòng là trong tháng 1 thì chắc chắn là trước Tết. Đấy, nó cũng gửi về chủ rồi như vậy, để cho chủ khỏi đi lui đi tới là cái nhất. Cái thứ hai là cứ tập trung ở một cái đầu mối ở sở xây dựng, ở ủy ban thành phố và ủy ban của Phú Quang, ủy ban của Thuận An, thì là họ sẽ có cái khi nào có phê duyệt là cái gửi báo cáo báo với chủ liên để có cái chuyển đổi và làm cho chủ sở. Đại diện Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát quá trình tiếp dân, đồng thời cũng giải thích để người dân thấu tình đạt lý. Các ông chủ thắc mắc cái việc này là nhiều lần rồi, hai lần rồi. Còn bây giờ thì thủ tục là rõ rồi, cái chỗ này là có một cái thuận lợi hiện nay là đủ điều kiện chuyển một cái thì mất. Chủ việc có nhiều trường hợp như chủ ý nhiều, nhưng mà chưa cũng không đủ điều kiện chuyển. Qua trao đổi, giải thích từ lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, công dân Nguyễn Thống yên tâm với vụ việc của mình sẽ được giải quyết. Buổi tiếp dân được diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy định pháp luật, không xảy ra tình trạng hủy đột xuất hoặc bố trí người khác đi thay. Mới đây, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức buổi tiếp công dân định kỳ. Trong nhiều vấn đề được người dân phản ánh, có vụ việc của người dân thắng kiện nhưng không được thi hành án ở thành phố Nha Trang, khiến người dân bức xúc, khiếu kiện kéo dài. Ông Nguyễn Văn Lụm và bà Lê Thị Thôi, trú tại xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, có đất thừa kế ba đời tại xã Vĩnh Ngọc đến nay đã 123 năm và sử dụng đất liên tục nhưng bị Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Ngọc, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang từ chối làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì cho rằng đó là đất công ích 5%. Sau khi bị bác khiếu nại, ông Lụm, bà Thôi đã khởi kiện ra tòa hành chính. Mặc dù bản án hành chính phúc thẩm có hiệu lực pháp luật đã hơn 2 năm rưỡi, nhưng đến nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Ngọc vẫn không thi hành án đúng pháp luật, gây bức xúc dư luận. Mong muốn của người dân thì là đoàn đại biểu Quốc hội giám sát cái việc là để cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trả đất lại cho người dân theo đúng quy định của pháp luật. Bởi vì người dân đã sử dụng và quản lý từ đó đến nay diện tích đất của gia đình nhà tôi vẫn không thay đổi từ đó đến nay, và nhờ các cấp với nhau lãnh đạo quan tâm để giải quyết cái việc của dân, chứ vì người dân đã khổ lắm rồi, đừng để kéo dài thêm cái sự việc này nữa. Mà sự việc kéo dài này ai là người đứng ra sẽ chịu trách nhiệm. Tại buổi tiếp công dân công khai của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, đại diện đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa cho rằng lập trường của Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang không nhất quán về nguồn gốc thửa đất 297. Đất từ cựu khế từ năm 1900. Tôi thấy rất kỳ như đồng chí Chí vừa nói là đất mà có 14 con hộ đó mà lại là đất công ích. Không thể hiểu được. Mà tại sao lại đến năm 2018 mới đưa vào sổ mục kê, đưa vào đất 5% mà trước đó là không làm? Có phải đây là một hình thức đối phó không? Cho nên chúng tôi cũng mong muốn trong cái thời điểm này về nguyên tắc bản án có hiệu lực pháp luật thì các công dân tổ chức phải thi hành. Để bảo vệ cái quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân theo đường của pháp luật. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm điểm trách nhiệm thực hiện chế độ công vụ của các cơ quan lãnh đạo chỉ đạo của các cá nhân có cái trách nhiệm phải thi hành cái vụ việc về cái việc không thi hành các cái bản án để có hiệu lực
pháp luật theo cái nghị định 71 của Chính phủ ban hành năm 2016, cũng như là theo cái quy định tại cái luật tố tụng hành chính. Liên quan đến vụ việc trên, mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ra văn bản số 7997 đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thi hành bản án hành chính phúc thẩm, đồng thời yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh theo dõi, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức, cơ quan vi phạm nếu có. Ngay từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chỉ đạo Ban dân nguyện phải đặc biệt chú trọng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử. Qua đó lập danh sách đề xuất những vụ việc phức tạp kéo dài để Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội theo dõi chỉ đạo, đôn đốc giải quyết dứt điểm, không để xảy ra tình trạng người dân cử tri phát hiện, giám sát những vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong dư luận nhưng không biết kêu ai hoặc kêu nhưng không ai trả lời. Chương trình Tiếng Nói Cử Tri ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Những ý kiến của cử tri có thể phản ánh trực tiếp đến theo địa chỉ Ban Dân Nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc gửi về Ban Biên tập Chương trình Tiếng Nói Cử Tri, Truyền hình Quốc hội Việt Nam, 35 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Email tiengnoicuchi.thqh@gmail.com. Số điện thoại đường dây nóng 0862 656 565. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.